Mến chào các em đến với buổi ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1. Chủ đề ôn tập của chúng ta hôm nay đó là chủ đề nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Bài 4, nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về nét đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam và các bước tạo tranh kết hợp với kỹ thuật gắn vỏ trứng. Và cuối cùng là phần chúng ta sẽ thực hành bài kiểm tra giữa học kỳ. Ở phần 1, quan sát nhận thức về nét đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam. Trước khi phân tích tranh thì cô cũng nói sơ qua về nghệ thuật sơn mài. Nghệ thuật sơn mài Việt Nam đã có từ khá lâu, nhưng tranh sơn mài chỉ thực sự phổ biến ở thời kỳ mỹ thuật hiện đại Việt Nam cùng với lại sự ra đời của thời kỳ mỹ thuật hiện đại của trường mỹ thuật Đông Dương. Ngoài ra, những cái chất liệu truyền thống như vàng, bạc, son, then thì các họa sĩ Việt Nam chúng ta đã không ngừng tìm tòi kết hợp thể nghiệm những chất liệu độc đáo như vỏ trứng, vỏ ốc để đưa vào tranh sơn mài, tạo nên những tác phẩm giá trị mang bản sắc riêng của hội họa Việt Nam. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Sáng với những gam màu đỏ, nâu, tông màu nâu cho chúng ta thấy được là gì? Giữa chiến trường khốc liệt, màu đỏ của cờ, nhưng là các họa sĩ chúng ta dù là đang chiến đấu, đang trọng thương nhưng vẫn một lòng mong muốn được kết nạp vào đảng để góp sức của mình cho cuộc chiến đấu. Và với những cái gam màu cùng với những cái chất liệu là đặc trưng của tranh sơn mài, họa sĩ đã khắc họa được chân dung của người chiến sĩ cách mạng, sự anh dũng hy sinh, sự kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Bức tranh thứ hai, bức tranh Hành quân đêm của họa sĩ Trần Đình Thọ, cho chúng ta thấy là tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ luôn thao thức ngày đêm, mặc dù là ban đêm nhưng mà chúng ta thấy là các chiến sĩ của chúng ta vẫn hăng hái hành quân, mong muốn là góp sức công sức của mình cho tổ quốc thân yêu, và ánh trăng như cũng như hiểu được lòng người đã soi sáng cho các chiến sĩ của chúng ta trên bước đường hành quân. Với gam màu trầm đã thể hiện được cái không khí của buổi ban đêm, mặc dù là ban đêm là tĩnh lặng nhưng với cái khí thế hừng hực của các người chiến sĩ đã cho chúng ta thấy một cái sự gọi là nóng bỏng, một cái sự gọi là gì, nôn nóng khao khát được cống hiến của các họa sĩ. Bức tranh thứ hai, bức tranh thứ ba đó là bức tranh Hòa bình hữu nghị của họa sĩ Nguyễn Khang. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của ba người thiếu nữ, hai người mặc trang phục áo dài và một người thiếu nữ dân tộc, thì cho chúng ta biết được dù là người Kinh hay là người dân tộc miền xuôi hay là miền ngược thì tất cả những người phụ nữ Việt Nam đều mong muốn có được sống trong hòa bình và hữu nghị với biểu tượng của chim bồ câu. Bố cục rất là chặt chẽ với những cái gam màu đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam. Tiếp theo chúng ta cùng xem những cái bức tranh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí là một trong những người họa sĩ đã có những đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nhất là về mảng tranh sơn mài.
Đầu tiên là chúng ta cùng quan sát bức tranh dọc mùng chỉ với những cái chất liệu vỏ trứng kết hợp với lại những cái chất liệu đơn giản giản dị, nhưng mà họa sĩ đã làm nên một cái tác phẩm tuy chỉ là những cái cỏ cây ven đường, cây dọc mùng, nhưng mà cũng tôn lên được cái vẻ đẹp giản dị đơn sơ của thiên nhiên Việt Nam, gần gũi với thiên nhiên Việt Nam. Bức thứ hai, thiếu nữ trong vườn, với hình ảnh những cô gái Việt Nam với những tà áo dài thướt tha, kết dù là đứng ở bụi chuối hay là đứng ở, hay là ngồi ở dưới tàn cây, cũng tạo nên một cái vẻ đẹp dịu dàng cho chúng ta thấy được vẻ đẹp dịu dàng thướt tha mềm mại của những cô gái Việt Nam, với màu sắc nhã nhặn, hài hòa, nền nã, thể hiện được một cái gam màu giản dị. Bức tranh tiếp theo đó là bức tranh vườn xuân Trung Nam Bắc, để cho chúng ta thấy được không khí của lễ hội ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc, một cái gam màu đỏ rực, thể hiện một cái không khí sôi nổi của những cái buổi lễ hội của Việt Nam, và cảnh nông thôn Việt Nam qua mắt của họa sĩ chúng ta cũng thấy được là gì? Muôn màu muôn sắc. Phần 2, các bước tạo tranh kết hợp với kỹ thuật gắn vỏ trứng. Bước 1, chúng ta sẽ cùng xác định bố cục để vẽ hình sao cho cân đối. Bước thứ hai, chúng ta sẽ dùng keo để bôi, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc gắn vỏ trứng để tạo màn hình. Bước thứ ba, chúng ta sẽ kết hợp màu để cho cái bức tranh tạo vỏ trứng của mình phong phú hơn. Và cuối cùng, chúng ta có thể kết hợp tạo nền để cho bức tranh của chúng ta hoàn thiện hơn nữa. Đây là ba bức tranh tham cô đã sưu tầm. Bức tranh đầu tiên đó là bức tranh sơn mài của họa sĩ Công Quốc Hà, cũng là về phố cổ Hà Nội, cũng dùng kỹ thuật gọi là vỏ trứng để gắn lên trên cái mảng trắng của những cái ngôi nhà phố cổ. Bức thứ hai, dùng những cái gam sắc màu của vỏ trứng để gắn lên trên lọ hoa, và kết hợp với màu để tạo nên bức tranh vỏ trứng thật là có không gian, đậm nhạt, sáng tối. Bức tranh thứ ba cũng là một cái bức tranh đẹp về phong cảnh, hình ảnh của những cái cánh buồm trên sông dưới ánh trăng. Ở phần ứng dụng thực hành, chúng ta sẽ kịch là đây cũng chính là bài kiểm tra của chúng ta, thì các em có thể vẽ hoặc in và sau đó sử dụng kỹ thuật gắn vỏ trứng để thể hiện trên giấy A4. Ở đây cô có sưu tầm thêm một số những cái tranh gắn vỏ trứng để cho chúng ta tham khảo về cái kỹ thuật gắn vỏ trứng cũng như là kết hợp màu sắc hình vẽ để hoàn thiện cái tác phẩm của mình hơn. Và đây cũng là một trong những cái tác phẩm cô sưu tầm để cho chúng ta quan sát kỹ hơn về hình ảnh vỏ trứng được gắn như thế nào. Chúng ta có thể gắn mặt tối hoặc là mặt sáng của vỏ trứng tùy theo cái mục đích chúng ta sử dụng. Ở phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các em sẽ chuẩn bị cho cô
phần giấy A4, có thể là in hình sẵn hoặc là chúng ta lên lớp vẽ, bút chì, sưu tầm tất cả các vỏ trứng với nhiều gam màu khác nhau và keo sữa để chúng ta có thể thực hành bài vẽ tốt nhất. Tiết học của chúng ta tới đây tạm dừng. Mến chúc các em thực hành được những cái bức tranh vỏ trứng đẹp. Mến chào các em.